Chào cả nhà, chào cả nhà. Xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị quay trở lại video ngắn nhận định sau mỗi phiên cũng như là cập nhật về thị trường và kế hoạch giao dịch trong những phiên tới của em Hảo. Nếu như anh chị thấy những video này hữu ích thì anh chị hãy ủng hộ cho em một nút like và những trái tim màu tím ở phía dưới video này anh chị ha. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, một phiên mở màn của tuần thứ hai trong tháng 4. Chỉ số của chúng ta tiếp tục là một phiên giảm đỏ với mức giảm 4,76 điểm về mốc 1250, giảm 0,38%. Nhưng mà chỉ số thì có vẻ giảm ít anh chị ha, nhưng mà nhìn vào bối cảnh thị trường anh chị thấy rằng chúng ta đang có khá nhiều cổ phiếu giảm với mức giảm là dòng tiền cũng cao gấp đôi so với lại cổ phiếu tăng. Vậy thì ngày hôm nay số lượng nhà đầu tư có lời là ít hơn so với lại số nhà đầu tư bị lỗ hôm nay anh chị nhá. Và 355 mã giảm, 112 mã tăng xanh, thì anh chị có cảm thấy rằng giai đoạn này thị trường đang khó hơn không? Khả năng để mình lựa chọn được vào mã 112 mã tăng này, nó phải nói là xác suất thấp hơn rất là nhiều so với những giai đoạn trước. Vậy thì trong cái bối cảnh thị trường chứng khoán của chúng ta liên tục bị đạp về cuối phiên, đây là một hoạt động mà gây rất là nhiều bức xúc cũng như là khó hiểu đối với những anh chị nhà đầu tư mới, thì chúng ta sẽ phải lên kế hoạch hành động như thế nào trong những phiên tới. Thì ở đây anh chị thấy rằng trong phiên buổi sáng ngày hôm nay có những thời điểm nhúng xuống thấp nhất, đó là 1246. Đây là một mức có thể xác nhận đó là phá vỡ đi các mốc hỗ trợ rồi, và kết phiên đóng trở lại là 1250. Vậy thì ở đây em có chia sẻ với anh chị đầu tư về một mô hình, đó là mô hình hòn đảo cú đơn anh chị nhé. Đấy, tức là có một cái gap mở tăng lên, sau đấy bây giờ là nguyên một cái vùng ở phía trên này, nguyên một cái vùng ở phía trên này là một cái hòn đảo mà rất cô đơn á. Tức là mở gap tăng rồi nhưng cuối cùng lại mở gap giảm. Vậy thì nó xác nhận rằng đây là một vùng mà có thể tạo đỉnh ngắn hạn anh chị. Thì mô hình này thì em cũng có cập nhật cho anh chị đầu tư đây, đó là trong mô hình đây anh chị để ý nhé, trong mô hình Asian Reversal này thì nó sẽ có hai trường hợp, cũng là một cái chọn mà mở gap tăng này xong lại mở gap giảm nhé. Thì sau đấy nếu như mà thị trường của chúng ta cân bằng được thì sẽ rơi vào trạng thái đấy là tái tích lũy, nhưng mà nếu như trường hợp mà tiếp tục rơi thì sau đấy nó sẽ rơi mạnh hơn. Thế bây giờ thị trường của mình thì lại đang rơi vào cái trạng thái đấy là mấp mé và đang chọn đấy là giảm anh chị nhé, đang chọn giảm tiếp. Đấy, thì với bối cảnh như này thị trường đang không lấy lại được những vùng hỗ trợ quan trọng. Thì hôm bữa cuối tuần em cũng báo cho anh chị đầu tư ha, 1252 đấy anh chị, mô hình hòn đảo đảo chiều đã cập nhật cho anh chị trong cuối tuần trước rồi. Nếu như mà lấp gáp vôn bán lớn thì khả năng thị trường sẽ giảm mạnh hơn, và các khoản lỗ trong giới hạn 5% không xử lý thì sau đó xử lý sẽ càng khó khăn hơn. Và trong danh mục của mình thì đã clear một nửa vào ngày 21 tháng 3 rồi anh chị. Bây giờ anh chị nhìn lại thì sẽ thấy rằng 21 tháng 3 là ở thời điểm này, thì rõ ràng là sau đấy thị trường của chúng ta vẫn có độ trễ và có những mã kéo tăng kéo giảm, thì nó không tới mức độ đấy là chúng ta phải bán sạch hoàn toàn. Nhưng mà nếu như không bán chủ động lúc xanh, không bán bớt đi ấy, thì đến khi giảm rất là nhanh và anh chị sẽ rơi vào trạng thái đó là không biết bây giờ nên bán hay nên mua nữa, nếu mà các cổ phiếu của mình có mức giảm giá từ 5 cho tới 10%. Thì đây vẫn là có mốc trong mức quản trị được nha. Còn đến khi mà lỗ lên trên 15% rồi thì em tin là anh chị sẽ rơi vào trạng thái đấy là chán nản và có thể cắt đáy, cắt xong thì cổ phiếu hồi phục. Chính vì lý do đó cho nên là em nhắc anh chị và đã kìm anh chị lại rất là lâu rồi. Từ những vùng 29 tháng 2 anh chị, đây đã là thời điểm mà chúng ta xác nhận đó là thị trường sẽ khó khăn hơn để kéo, và để có thể kéo tăng một cách uy tín thì nên tích lũy lại trong biên chặt. Chứ còn cứ phiên tăng 20 điểm, phiên giảm 40 điểm như thế này thì đây là một biến động không uy tín để có thể kéo tăng mạnh mẽ. Thì có những mốc mà chúng ta kỳ vọng như là 1300, thậm chí là kéo vượt luôn 1300 đi đấy, rồi mới điều chỉnh, thì lúc đấy gần như là tạo đỉnh nó sẽ đau hơn. Nhưng mà bây giờ mà tạo đỉnh ở đây anh chị, thì anh chị có cảm thấy là sợ không ạ? Thì em sẽ dựa trên công cụ và vẽ cho anh chị đầu tư một kịch bản về chỉ số để anh chị đầu tư có thể cân nhắc cách để mình xử lý tài khoản và phân bổ vốn trong thời gian tới nha. Bữa giờ là em cản anh chị bơm vốn hơi bị nhiều rồi đấy. Anh chị nào có kế hoạch bơm vốn nhiều là anh chị nên hỏi tham khảo ý kiến của những anh em mà tham gia thị trường nhiều chu kỳ rồi, cũng như là có cái quản trị rủi ro tốt, phân bổ vốn bài bản, thì anh chị sẽ có khả năng là chiến thắng được thị trường. Chứ còn anh chị cứ thấy ngon ngon anh chị đập thêm vốn vào là anh chị hay quên quá khứ lắm. Từ tháng 11 tới bây giờ tăng quá trời tăng, mỗi một nhịp mà chỉ số tăng như thế này thì đều có những pha điều chỉnh ra hồn anh chị. Cái này thì chia sẻ với anh chị, nhưng mà anh chị có lẽ là anh chị sẽ
hơi chủ quan lúc đấy anh chị ha. Đấy, những cái nhịp mà chỉnh 10 cho tới 15%. Đây anh chị, đầu tháng 4 là mình sẽ chia sẻ với anh chị đầu tư rồi. Mình đã đặt cho anh chị một cái dấu hỏi chấm ở đây, là một vùng mà nhà đầu tư cần phải cẩn trọng. Đấy, trước khi thị trường bước vào giai đoạn chạy mạnh thì sẽ có những mức điều chỉnh 10 đến 15% và pha chỉnh lớn hơn 50 điểm thì nhà đầu tư sẽ không chịu đựng được đâu, và tăng 5 tháng hơn 25%. Thế thì với những việc giao dịch như này thì chúng ta sẽ chọn là giao dịch chậm lại, và anh chị phải lên kế hoạch sớm từ đầu tháng 4 anh chị. Đây chính là những ngày chỗ này, mùng 1 tháng 4 là ngày này luôn anh chị này. Đấy thì anh chị phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đi. Đến bây giờ thì em thấy là nó cũng giảm nhiều nhiều rồi đấy, mà đến đây anh chị mới nhận ra thì nó lại bị chậm. Bởi vì bây giờ em vẽ cho anh chị kịch bản về chỉ số này là anh chị sẽ thấy tại sao mình nói là anh chị bây giờ nhìn ra là anh chị nhìn ra chậm. Vì chỉ số VN-Index của chúng ta ngày mai có thể là có những rung lắc điều chỉnh thêm, nhưng mà rất ngắn thôi anh chị. Nó sẽ không giảm sâu ngay ở thời điểm này nữa, mà chạm về vùng mây hỗ trợ này là có khả năng bật lên. Và bật lên tới đâu thì sẽ phụ thuộc vào thị trường chung một chút. Nó sẽ phụ thuộc vào nhóm ngành chứng khoán, nhóm ngành bất động sản, nhóm ngành ngân hàng. Những cổ phiếu này sắp tới có mức hồi phục mạnh hay không. Đấy, và khi hồi phục lên, đấy, chúng ta cứ giả sử lên hồi phục lên lại vùng 1270 đi anh chị. Nhưng mà điều quan trọng hơn là phía sau này. Đấy là hồi phục lên 1270 này, nó chọn phương án nào? Một là tích lũy đi ngang cân bằng ở đây một thời gian, hai là nó sẽ cắm xuống anh chị nhá. Đấy anh chị, thì cái kịch bản mà cắm xuống như thế này là anh chị đầu tư sẽ rất mệt mỏi đấy. Thì mà em sẽ chỉ lại đây cho nó to, nó nét lên anh chị. Anh chị có nhìn rõ không anh chị? Mình sẽ vẽ lên là hai ba này. À, trước mắt là thị trường có thể rung lắc điều chỉnh thêm nhưng mà không sâu nữa anh chị. Nhà đầu tư nào đã không quyết tâm bán ở vùng trên này thì xuống đây em nghĩ là anh chị nên lựa chọn phương án đó là mua vào đảo hàng, hoặc là anh chị chờ hồi phục lên anh chị bán. Đấy. Và nếu nên bán thì nên xử lý luôn ở những cái thời điểm đầu tiên ấy. Nhà đầu tư nào mà không bán thì theo anh chị người ta có sai không? Theo em là người ta sẽ không sai. Đấy, người ta sẽ có cơ hội nắm giữ được những siêu cổ phiếu trong thời gian tới. Nhưng mà câu chuyện đặt ra đó là chúng ta đang chưa xác định được nhóm ngành nào sẽ là nhóm ngành dẫn sóng, và nó cần phải có những tín hiệu xác nhận quay trở lại cơ anh chị. Đây, bây giờ ở đây nếu như có những pha điều chỉnh và quay trở lại hồi phục thì em nghĩ là anh chị nên lựa chọn nó là đưa tài khoản của mình về mức an toàn anh chị nhé. Nhà đầu tư phải nhìn ra sớm anh chị. Đây, ngày 31 tháng 3 có phải là cuối tháng đây không ạ? Mùng 1 tháng 4 em đưa cho anh chị kế hoạch, và bây giờ là liên tục những phiên giảm đỏ. Nhìn thì ngắn như thế này thôi nhưng mà là hơn một tuần rồi anh chị. Hơn một tuần thì nhà đầu tư mà cứ bị chậm đi một nhịp thì cái lúc mà mua vào mạnh thì lại dính một tuần điều chỉnh. Bây giờ xong một tuần điều chỉnh nó chỉ quét thêm một tí thôi, nó lại hồi phục. Hồi phục xong anh chị lại định đu ở trên này hay sao? Thế nên là bây giờ phải xác định tinh thần trước đi ạ. Đấy, nếu như mà xảy ra kịch bản xấu, tức là chỉ số VN-Index của chúng ta chui qua cái vùng eo mây mọng chỗ này, đây là thời điểm mà em nghĩ là rất nguy hiểm nhá. À, nó sẽ rơi vào cuối tháng 4. Thì vì mình chân ngắn anh chị, vì mình sợ mất tiền, mình không giỏi thì mình nên chạy sớm đi một tí. Giữa tháng 4 là mình có thể là cân nhắc đến việc là chạy trước đi hoặc là chậm lại rồi. Thế nếu như mà có một pha điều chỉnh như thế này thì chỉ số của chúng ta nó có thể quay trở lại những vùng 1280 anh chị nhé. 1280, bởi vì khi đấy thì band của chúng ta sẽ nâng dần lên và các mốc trung bình cũng nâng theo. Thì trước mắt sẽ là con số 1200 và 1205, những mốc hỗ trợ quan trọng trong khung thời gian hàng chục năm nay, thì chỉ số sẽ có thể quay trở lại đó. Đây là kịch bản mà em vẽ trong trạng thái đó là đi bài bản nhất rồi đấy anh chị. Tức là giảm xong có pha hồi phục rồi mới xuyên qua cái vùng eo mây mọng này, lọt cái khe này phi xuống. Thì cứ đúng công cụ làm thôi anh chị. Chúng ta thấy rủi ro thì chúng ta phải chậm lại. Đấy, chúng ta ngày xưa thì nắm giữ xuyên suốt, múc mạnh bao nhiêu cũng được anh chị. Nhưng mà cuối cùng là đến đây thì lại phải chậm lại thôi. Anh chị nhìn lại có phải ngày 12 tháng 3 là ngày mà em đánh dấu cho anh chị đầu tư là có thể tạo ra những diễn biến đảo chiều không? Thì từ ngày 12 tháng 3 đó tới bây giờ, đấy, chúng ta cũng được một nhịp trong vòng tháng 3 với khá nhiều cổ phiếu bất động sản chiến thắng như là TCH này, DIG, PDR, NTL, KDH, rồi gần đây nhất là DPG anh chị ha. Thì đâu đó trong một nhóm vẫn sẽ có những cổ phiếu mà bị thua lỗ anh chị. Nhưng mà anh chị cân đối trong một cái tỷ trọng chung thì đó là một giai đoạn thành công rồi. Trong xác suất đó là thị trường của chúng ta giảm liên tục anh chị nào.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 phiên rồi. Vậy thì với mức giảm 8 phiên này thì qua ngày mai nữa thôi là anh chị sẽ thấy là có cơ hội hồi phục anh chị nhá. Hỏi mọi người đang thắc mắc rằng là liệu rằng ngày mai có đạp ATC nữa hay không? Thì bây giờ anh chị sẽ phải nhìn cho em vào trực tiếp chỉ số của các nhóm ngành. Anh chị mới thấy rằng là thị trường của chúng ta nó vẫn sẽ có những diễn biến rất là khó chịu trong những phiên sắp tới đấy. Anh chị đợi một xíu nha. Đây anh chị sẽ chú ý cho em với tất cả các chỉ số các nhóm ngành quan trọng. Thì chúng ta có nhóm đầu tiên anh chị, đó là nhóm ngành ngân hàng đi ạ. Nhóm ngành ngân hàng với 8 phiên điều chỉnh. 8 phiên điều chỉnh đối với một nhóm ngành. Còn riêng cổ phiếu riêng biệt có những cổ phiếu điều chỉnh hơn 10 phiên luôn anh chị. Rất là mệt. Thế thì nhóm ngành ngân hàng giai đoạn vừa qua cũng là nhân tố khiến cho thị trường tăng và bây giờ cũng là nhân tố khiến thị trường giảm. Hiện tại nhóm cổ phiếu này sẽ bắt đầu giảm chậm trở lại từ ngày mai anh chị ạ. Nhóm này có cơ hội hồi phục, thậm chí là từ ngày hôm nay anh chị đã thấy khá nhiều cổ phiếu ngân hàng luân phiên nhau tăng giá rồi đây ạ. Chúng ta có các mã như là HD Bank, CTG có thời điểm tăng lên được 2%. Đó thì nhóm bank này có quá nhiều cổ phiếu cho nên là nó sẽ luân phiên nhau thôi chứ không phải là kéo đồng loạt cả nhóm ngành như giai đoạn tháng 2 nữa. Tháng 2 em biết là chỉ số tăng mạnh nhưng mà nhiều nhà đầu tư không kiếm được tí lợi nhuận nào bởi vì anh chị không đánh trúng nhóm ngành và anh chị chê nhóm ngành ngân hàng. Đấy, nhưng mà cuối cùng tháng 1, tháng 2 thì người ta lại kiếm rất nhiều lợi nhuận từ nhóm ngành đó. Bây giờ chúng ta sẽ có các cổ phiếu này luân phiên nhau thôi. Ví dụ như BID hôm nay ở chiều kéo tăng chỉ số thì có thể ngày mai là ở chiều giảm. Thì thay BID lại có MBB chẳng hạn. Thì nó sẽ luân phiên nhau thôi. Chọn cổ phiếu ngân hàng nào thì cái này sẽ phụ thuộc khá là nhiều vào ý chí của tạo lập nữa anh chị. Rồi, vậy là nhóm ngành ngân hàng có khả năng quay đầu lại rồi. Nó sẽ là một trong những yếu tố củng cố cho sự tăng giá hồi phục của thị trường chứng khoán của chúng ta. Đây em vẽ lại ở trên này cho to hơn để anh chị đầu tư có thể nhìn rõ hơn anh chị nhá. Anh chị nếu mà anh chị thấy bé quá thì anh chị có thể là nhắn tin cho em để em gửi cho anh chị cái hướng dẫn này. Đây. Khi mà thị trường của chúng ta có những pha quét xuống gần mây chỗ này anh chị, đây là hỗ trợ và nó sẽ không giảm ngay tại đây. Nó sẽ có cơ hội hồi phục lên lại. Và khi hồi phục lên lại chỗ này, chúng ta mới bắt đầu có hai kịch bản này anh chị. Hai kịch bản này thì kịch bản tốt đó là sẽ đi ngang ở đây. Đó, tạo một vùng cân bằng đủ dài, đủ uy tín và các cổ phiếu sẽ luân phiên tăng giá. Còn trong kịch bản xấu hơn là sẽ xấu anh chị, là sẽ như thế này này. Là sẽ chuyển sang màu đen là màu xấu, tức là nó sẽ chui qua cái vùng eo mây mỏng này anh chị ha. Đây là cái vùng eo mây mỏng này. Thì sẽ có hai kịch bản anh chị lưu ý nhá. Trước mắt là sẽ không quá lo lắng nữa. Bởi vì chỗ này á là giảm xong xuôi rồi. Mọi người bây giờ mới nhìn ra giảm thì là chậm anh chị. Anh chị nhìn có phải đúng đỉnh của chúng ta là từ 28 tháng 3 không? Thì ngay đầu tháng 4, mùng 1 tháng 4, anh chị nhà đầu tư đã phải chậm lại và không mua bán quá nhiều nữa. Nên chủ động canh bán, đúng không? Thì bây giờ giảm tới đây rồi, nó chỉ giảm thêm một chút nữa thôi là nó sẽ hồi phục. Và hồi phục chỗ này thì anh chị nên cơ cấu bán bớt ra, đưa tài khoản của mình về an toàn anh chị ha. Bao giờ nhà đầu tư mà nhìn ra trước thì bây giờ anh chị là nhìn thấy cơ hội. Bởi vì rất nhiều cổ phiếu trên thị trường chúng ta đang có mức chiết khấu và chiết khấu đủ tốt nha. Để có thể tham gia nhịp T cộng đấy. Thì chỉ có khó một cái đó là chúng ta không xác định được đâu sẽ là cổ phiếu mạnh nhất. Do là thị trường đang ở vùng này gần như cổ phiếu nào cũng kéo một đoạn rồi thì sẽ phải cân nhắc kỹ hơn trong phiên. Còn xét về các tín hiệu phân kỳ anh chị ha thì không có gì thay đổi ạ. Phân kỳ vẫn là hai đỉnh ở đây thôi nhưng mà bao giờ nó cũng có độ trễ như thế. Thì chia sẻ với anh chị từ sớm để anh chị chuẩn bị tinh thần. Nếu mà mục tiêu phân kỳ nó sẽ về biên dưới đó là 1160 đấy anh chị, 1175 đấy là sẽ là vùng target đối với chỉ số nha. Thì chỉ số, riêng chỉ số mà đi vào cái đường màu đen này anh chị thì thật sự là cũng không có cái cổ phiếu nào mà có thể là đi ngược hay là chống chọi được quá mạnh mẽ đâu. Hôm nay anh chị thấy rồi, nhóm ngành cổ phiếu họ Viettel đây anh chị. Những cổ phiếu mà đã từng làm mưa làm gió một thời thì bây giờ quay ra giảm cũng là giảm mạnh nhất luôn. Đồ thị không ngày anh chị nhé. Đâu đó thì chúng ta sẽ có những vùng bán. Và anh chị nhà đầu tư nào theo dõi những live stream của anh em thì anh chị cũng chia sẻ là anh chị chia thành mấy phần để anh chị chốt lời. Chứ còn để anh chị bán được đúng đỉnh của cổ phiếu 60.000 này thì không có nhiều đâu anh chị nhé.
Đấy, chúc mừng những anh chị nào mà đấy, mình đã báo anh chị đầu tư bán ở những cái vùng mà tăng 58, 59 này rồi. Quá ngon anh chị, thực sự là may mắn luôn ấy. Đấy, chị giờ chị My ha, rất là thành công. Còn đối với VTP này thì bây giờ nó giảm xong rồi anh chị, giảm xong rồi mọi người mới nhìn thấy, có phải chậm không? Đây nó về hỗ trợ, về hỗ trợ này thì nên nhìn thấy cơ hội anh chị ha. Hãy nhìn lại trong quá khứ, có phải cổ phiếu giảm điều chỉnh từ vùng giá 97.000 bây giờ về 73.000, tương ứng với mức giảm đó là 24 giá, 24 giá, vì thấy hấp dẫn như anh chị. Đó, em chia sẻ rất là kỹ nha. Nó sẽ có hai trường phái giao dịch. Một là mình mua khi điều chỉnh, anh chị mua điều chỉnh anh chị sẽ có lợi thế, đấy là giá vốn của mình khá là tốt và mình sẽ không lo cái trạng thái là đu đỉnh đâu ạ. Bởi vì năm nay là năm uptrend cho nên là cổ phiếu giảm xong rồi sẽ hồi phục tăng trở lại thôi. Còn đối với lại một phương pháp giao dịch khác nữa là người ta sẽ giao dịch theo trường phái kỹ thuật và xác nhận, tức là khi nào bật tăng trở lại đây anh chị, ví dụ những thời điểm bật tăng trở lại đây, người ta sẽ múc luôn, full margin luôn, mua luôn cũng được anh chị. Còn bây giờ thì nó sẽ là những cái điểm để mua giải, bởi vì chưa biết là cổ phiếu sẽ dừng chân ở đâu, cho nên là về hỗ trợ mức chiết khấu đủ tốt là tôi mua đã. Còn sau đó cổ phiếu có tăng giá, có dừng chân được ở đâu thì chúng ta mới biết được. Đừng đoán đáy của cổ phiếu chị nhá. Đây, bây giờ với cổ phiếu VTP này đi anh chị, chúng ta đã có những bộ công cụ mà có thể xem được là cổ phiếu có thể tạo đáy ở đâu, bạch tuộc anh chị ha. Bây giờ này nó chưa thể hiện là tạo đáy, thế thì không biết được là tạo đáy ở đâu, nhưng mà chúng ta thấy có những vùng hỗ trợ như này và chỉ trong vòng 3 phiên tới thôi, cuối tuần này là cổ phiếu Vietcombank này sẽ dừng rơi và có khả năng tạo đáy cực kỳ cao. Thế nên là lần này em sẽ hướng dẫn anh chị đầu tư bắt tiếp cổ phiếu Vietcombank này một lần nữa anh chị nha. Bữa giờ anh chị đầu tư bắt ở đây này, vùng giá ngày 25 tháng 3. Để mình xem lại anh chị nhá. Anh chị xem nhìn vậy thôi chứ bắt đỉnh 2 đối với cổ phiếu Vietcombank này. Đây, ngày 25 tháng 3 luôn anh chị thấy đúng đáy chưa? Dòng tiền mạnh đã tạo đỉnh 1, anh chị theo gì? Giao dịch ngắn ăn đỉnh 2 của cổ phiếu. Và hàng về là 8% lợi nhuận luôn, mùng 1 tháng 4 anh chị nhá. Thì tức là bắt từ đây lên đây rồi, bây giờ về đây bắt tiếp một vòng nữa à, sẽ có lợi thế, tức là nó nằm ở vị thế của anh chị đầu tư. Bây giờ anh chị nào đu trên cao thì anh chị thấy sợ hãi, bây giờ mình thì mình lại thấy là cơ hội, thế nên anh chị có thể cân nhắc ha. Trong phiên khi mà những cổ phiếu này có tín hiệu tạo đáy, bạch tuộc tạo đáy thì mình sẽ múc anh chị nhé. Có thể là anh chị lựa chọn cách là mình mua trước, mua chia thành 2-3 điểm anh chị mua lấy có hàng, đấy là động thái bình thường. Còn các cổ phiếu khác anh chị đầu tư nào mà muốn giao dịch hay là quan tâm thì anh chị có thể nhắn tin cho anh em để tham gia vào các nhóm tín hiệu. Chúng ta sẽ mua bán và theo dõi cổ phiếu, cũng như là phải nhìn ra trước cơ anh chị. Ra đến đến ngày hôm nay anh chị mới bán thì chung là bán để quản trị tài khoản của mình thôi, chứ em thấy anh chị bán hôm nay thì nó cũng hơi hơi muộn tí thật sự ạ. Thật sự là nhìn lại cổ phiếu thấy nó giảm khá nhiều rồi, nên là ngay ngày mai chị nhá, hy vọng là với kịch bản mà chúng ta vẽ ở đây cho anh chị nhà đầu tư thì thị trường sẽ có ngay một pha hồi phục sớm, hồi phục lại những vùng 70, 75 để cho anh chị nhà đầu tư cơ cấu lại tài khoản của mình, bán những mã yếu đi. Mã yếu em kể cho anh chị nhá, như là VND yếu anh chị, mình phải công nhận một điều là nó yếu đấy. Ví dụ bây giờ nhìn trong dòng tiền này, màu xanh này càng ngày càng nhiều, liên tục giảm đỏ. Thì anh chị nhà đầu tư nào mà bắt vì những thông tin liên quan đến hacker đấy, từ bây giờ là cũng chả được cái gì anh chị nhá. Hàng bắt ngắn mà không bán hoặc là cứ ôm là bây giờ lỗ khá khá, nhìn như này thôi nhưng mà mức lỗ có thể lên tới 15% rồi. Nó thể hiện một điều là trong giai đoạn vừa qua đấy, không dễ dàng kiếm tiền một chút nào. Và nếu như nhà đầu tư không có lợi nhuận từ đầu năm làm một tấm đệm cho mình thì có khả năng còn bị âm vào vốn nữa cơ. Thế nên là trong nhịp tới này thì anh chị đánh cẩn thận cho em nha. Nếu mà thị trường của chúng ta chui cái eo mây này ấy, thì em sẽ tư vấn cho anh chị đầu tư bơm vốn. Anh chị có thể là năm nay anh chị muốn đánh bao nhiêu tiền ấy, thì anh chị đánh trong cái thời gian tới này cho em. Đã, em đánh giá đây là con sóng ngon nhất. Và cái này thì chú ý nha anh chị. Cái này là chu kỳ của thị trường ấy. Mình chia sẻ cho anh chị cuối tháng 3 này. Xem tin nhắn gốc nha. Ngày 31 tháng 3 anh chị nha. Trong chu kỳ tăng giá, đây sẽ là giai đoạn ngon nhất. Thị trường tăng nước rút. Và trước khi bước vào nước rút này, thì nó sẽ có một cái giai đoạn hỏi chấm đây này. Là giai đoạn tháng 4 này đây anh chị. Nó khó khăn một chút thôi. Nhưng mà đừng để kẹp hàng ở đoạn này anh chị nhé.
đừng để mình rơi vào trạng thái đấy là chán nản với thị trường. Nhìn lại trong quá khứ anh chị này, nhìn những cái giai đoạn bắt đầu của chữ R, tức là giai đoạn hồi phục, gom lại hàng. Còn khi nào mà bước vào giai đoạn chữ B này, tức là booming, bùng nổ, là thị trường của chúng ta chạy rất là mạnh mẽ luôn. Bây giờ anh chị cứ yên tâm một điều cho em, đấy là thị trường của chúng ta không phải phân phối đâu. Các giai đoạn điều chỉnh nó đều đã đi lên. Đây không phải cảm nhận cá nhân anh chị nhá, đây là chu kỳ của thị trường và chúng ta đã có công cụ, có những thiết bị, những bộ lọc để có thể chỉ ra giai đoạn đó. Thì bây giờ em chụp cho anh chị đầu tư như thế này rồi, anh chị hãy cẩn trọng trong giao dịch và hiểu bản thân mình một chút. Tức là cái lúc mà anh chị muốn mua thì cố gắng là hiểu tại sao mình mua, còn có nên đi vốn lớn giai đoạn này hay không, khi mà các tín hiệu nó đều cho mình sự cảnh báo như vậy. Thì dần dần thì anh chị đầu tư sẽ có cho mình những cái quyết định sáng suốt hơn đấy nhá. Anh em sẽ làm sao cung cấp cho anh chị những thông tin cũng như là những tín hiệu, những cổ phiếu mà có khả năng là mạnh nhất thị trường anh chị nhá. Như là giới thiệu tới anh chị DPG này cũng là rất ok rồi ha. Đấy, trời ơi, anh chị đánh nhịp 1, nhịp 2, mua gom lại mấy lần luôn ấy, rất là nhiều hàng. Thì đấy là những mã cổ phiếu khỏe mình sẽ theo đuổi nhiều hơn. Còn các cổ phiếu mid cap khác mà có mức độ lãi lỗ trong tầm kiểm soát thì anh chị nên lựa chọn việc đó là duy trì hoặc là để tỷ trọng nhỏ thôi, để mình xác định xem là đâu là nhóm ngành dẫn sóng mới và sẽ đánh mạnh những cổ phiếu mới đó. Ngày mai thì nếu mà thị trường có đạp thêm thì anh chị có thể là T0 đấy chị. Ngày mai em thấy là ok rồi, bắt đầu từ ngày nay là thứ hai, bắt đầu từ ngày thứ ba, thứ tư đổ ra thì nó hồi phục được một tí xong nó mới nguy hiểm này, tức là càng về cuối tuần sẽ càng nguy hiểm. Cho nên là hãy giao dịch gì thì mua sớm đi một chút, tức là đã phải đặt cược rồi. Còn tới cuối tuần là gần như là phải nín thở chờ đợi ấy, để xem nó có bị xuyên cái eo mây này hay không. Nếu mà xuyên cái eo mây này thì anh chị sẽ chứng kiến những khoản lỗ đang từ 5% lên 15%. Đây là em cảnh báo trước cho anh chị đầu tư nhé. Anh chị phải sẵn sàng tinh thần đi. Người ta kiếm tiền liên tục ở đây rồi. Nhưng là đây là pha cuối. Và cái pha mà gần đây nhất ấy, đó là từ ngày 12 tháng 3. Hết rồi anh chị nha. Nếu như anh chị nhà đầu tư nào trong thời gian này đang cảm thấy khó khăn quá thì anh chị có thể liên hệ với anh em để anh em hỗ trợ cho anh chị xem là nên quyết định như nào. Và nên quyết định sớm nhé, đừng để muộn. Và trong nhịp tới này, thị trường mà có một pha quét thì em tin là sẽ có rất là nhiều cơ hội và rất là nhiều siêu cổ phiếu mới thôi anh chị ha. Anh chị là chưa có tài khoản tại VPS thì có thể mở một tài khoản mới, hoặc là có tài khoản rồi thì chuyển ID về cùng với Lam Hảo nhắn tin để em hướng dẫn cho anh chị nha. Và ngoài ra thì có tài khoản bên Gem có thể tăng sức mua lên 5 lần đối với anh chị nhà đầu tư nào muốn tăng vốn lên 5 lần mạnh mẽ này, cũng như là quản trị được rủi ro đối với tài khoản của mình, sẵn sàng giao dịch ở trong những bối cảnh thị trường xác nhận quay trở lại. Bây giờ thì mình sẽ biết trước để mình chuẩn bị tinh thần thôi. Lúc nào cũng thế chị, mình luôn chuẩn bị tinh thần cho những pha điều chỉnh. Và em cũng nhận rồi, mình không giỏi, mình không phải học sinh giỏi, thì tốt nhất là mình nên bớt lại cho thị trường. Mình mua ở đầu gối, mình bán ở bả vai thôi. Đừng chọn bán ở đỉnh đầu. Bán ở đỉnh đầu rồi toàn là chậm. Và trong quá trình giao dịch thì anh chị sẽ gặp đi gặp lại rất là nhiều những pha thị trường như này. Tuy nhiên thì hãy nhớ cho em cái hình ảnh này anh chị nhé. Đây là một hình ảnh mà em chia sẻ tới anh chị và sẽ giúp cho anh chị kiếm được một khoản lợi nhuận lớn trong giai đoạn sau này. Nhưng đến khi nào mà em nói với anh chị đây là thị trường phân phối rồi và downtrend rồi thì anh chị nhớ nhé, anh chị rút ra cho em. Anh chị đừng đánh nữa, đừng có bơm vốn gì nữa và cũng đừng cố tham. Em sợ nhất là anh chị đầu tư bây giờ cứ mải mê kiếm tiền nhưng mà đến giai đoạn downtrend này anh chị không thoát ra được. Thì câu chuyện về đó thì nó sẽ kết hợp thêm vĩ mô cũng như là chu kỳ yếu tố kinh tế nhiều cái nữa anh chị. Thì dần dần chúng ta sẽ cập nhật và những giai đoạn nào cần nắm những thông tin gì mới thì em sẽ chia sẻ và cập nhật tới anh chị nhà đầu tư thêm anh chị nhá. Bây giờ thì có lẽ là video này em cũng đã phân tích rất là rõ về kịch bản thị trường cũng như là lý do tại sao thị trường có thể đi như vậy. Anh chị có thể cân nhắc để phù hợp với lại tài khoản của mình anh chị ha. Hy vọng là chúng ta sớm có cơ hội đồng hành cùng với nhau tại công ty chứng khoán VPS, TCBS hoặc là bên Gem anh chị nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ.